Quyển Victor xóa nè, rất là nặng luôn. Mua cái bút lông gắn vào là con có thể viết được ngon lành nè. Chữ nè, học đếm một nè. Trả lời câu hỏi nè. Quyển này gần giống như một cuốn từ điển luôn á. Từ điển hình ảnh nè, màu sắc. Đó, màu sắc về động vật rồi luôn, tất cả đều có hết. Mẹ ở đây nối lại với nhau nè. 1, 2, 3, 5, 8. À, nối lại nè. À, 1, 2, 3, 4, 5 là số 5. 1, 2 là số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là số 7. Rồi đây cũng có game để mình chơi nữa nè. Đó. Mấy cái này xong mình xóa đi nha. Mình lấy bút lông mình viết rồi mình xóa đi là vẫn sử dụng lại được bình thường.